người hầu trong nhà, hay là tên sát nhân không biết thương xót, thiên thần hộ mệnh hay sứ giả tử thần. Ngay từ đầu, khoa học giả tưởng đã thám hiểm hàng triệu tương lai cho robot. Ngày nay, chúng có thể chỉ là những tên nô lệ nhà máy tầm thường. Nhưng tất cả điều đó đều sắp thay đổi. Chưa gì một thế hệ robot mới đã đang chờ đợi trên cánh, những cỗ máy có thể tự sửa chữa lấy, tự dạy lấy, kể cả sinh đẻ và tiến hóa. Một ngày nọ, chúng ta có thể chia sẻ hành tinh với những cỗ máy không chỉ mạnh hơn chúng ta, mà còn thông minh hơn nữa. Lời hoan hô cuối cùng của tôi sẽ là việc xây dựng một robot di động, có tri giác, có hai cánh tay, có khớp nối, một cái gì đó chúng ta đã làm vào năm 2000. Joe Engelberger là cha đẻ của ngành robot học. Suốt 40 năm, ông đã thiết kế và chế tạo những robot cho nhà máy. Đây là đứa con mới nhất của ông, Helpmate, tức bạn giúp đỡ, một phu quân giác bệnh viện giao hàng mọi thứ, từ cháo đến giao mổ. Nó đang lên kế hoạch lộ trình, nhìn vào bản đồ và nói, làm thế nào tôi đi cả con đường mà ông muốn tôi đi, đi từ thư viện trở đi, và nó đi. Và đó khá đúng là những gì đã xảy ra. Các robot của Joe Engelberger đã thay đổi cuộc sống. Chúng làm ngôi sao trong các quảng cáo thương mại, thay thế hàng triệu công nhân trên khắp thế giới. Nhưng trong khi các robot công nghiệp thật hiệu quả, chúng vẫn còn không thông minh. Và 30 năm xuyên suốt dây chuyền sản xuất, vẫn còn một đoạn đường dài từ giấc mơ khoa học viễn tưởng. Một giấc mơ đã bắt đầu vào những năm 1920. Tất cả công việc sẽ do máy móc sống làm. Các robot sẽ mặc và cho chúng ta ăn. RUR, robot đa năng Rosum, một đạo quân người phục vụ nhân tạo do Carol Capek sáng tạo. Kubota là từ Séc chỉ lao động nô lệ, và thế là từ robot đã ra đời. Chính tuyệt tác Metropolis của Fritz Lang đã tạo ra hình ảnh điện ảnh đầu tiên về robot có hình dáng người, có lẽ là thông minh quyến rũ nhưng lại đáng sợ. Tất cả đều hóa ra khá khác biệt. Cho đến nay, robot vẫn bị dán chặt vào sàn nhà máy, đầy cơ bắp nhưng không có đầu óc. Vậy thì các nhà khoa học đến gần như thế nào với việc xây dựng robot của khoa học viễn tưởng, những robot có thể đi, nói chuyện và cầm nắm các thứ? Họ có thể đạt được chỉ sau vài chục năm những gì mà sự tiến hóa của nhân loại phải mất đến hàng triệu năm. Những robot mới nhất của robot Engelberger có thể đã thoát ra khỏi sàn nhà máy, nhưng chúng vẫn là những nô lệ thiết yếu. Helmet có thể tìm đường trong một bệnh viện không cần giúp đỡ, gọi thang máy bằng điều khiển từ xa, ra đúng tầng lầu và giao thức ăn. Thông minh tới mức đó, nhưng khó có thể là một kẻ đoạt giải Nobel. Engelberger nghĩ rằng robot kế tiếp sẽ còn tiến xa hơn. Robot sẽ nấu ăn, dọn dẹp, tìm kiếm và mang giác. Đưa ra một cánh tay giúp đỡ. Trông nom sự an toàn. Xin cảm ơn, không có gì. Và thực tế điều khiển một cuộc nói chuyện khiêm tốn. Tôi sắp đi đây. Đây khó là nơi thích hợp để trò chuyện, nhưng có sao đâu. Bạn sẽ không thốt nên lời được nếu da phải kiểu mẫu mới nhất của Engelberger. Công việc của Scrubmate, tức bạn lau chùi, có thể không vinh quang lắm, nhưng đừng để điều đó lừa bạn. Có vài công nghệ ấn tượng tấn công cái cưng vui kia. Và nếu Scrubmate thông minh, bạn nên thấy những gì đang rình rập ở khu quanh. Trong tương lai, các robot sẽ trở thành nông dân, binh sĩ, nhà xây dựng, bác sĩ. Chúng sẽ dọn dẹp nhà cửa chúng ta, làm sạch môi trường và trở thành đồng sự và nhân viên trong cuộc đời. Ray Whittaker, nhà chế tạo robot đặc sắc. Ông thiết kế những robot mà bạn sẽ không nhìn thấy làm vệ sinh phòng vệ sinh. Các robot của tôi như cái này từ vụ dọn dẹp tại đảo Three Mile đã giải quyết tai nạn, làm việc trong xây dựng. Trong khi chúng ta ngồi đây, tôi có xe với những tải mà không có người điều khiển lái trong những hầm thương mại để bốc vác vật liệu. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ còn đi xa hơn vậy. Tôi là RB34. Được, tôi sẽ lấy từ đây. Được rồi, anh phải đi với tôi. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng đến mức nào những người bạn robot phát triển nhanh của chúng ta? Đó là một câu hỏi quan trọng khi không bao lâu nữa chúng sẽ có trí óc riêng. Ngay trước khi robot thực sự là một cái nháy trong mắt Joe Engelberger, khoa học giả tưởng đã lên án chúng như một mối đe dọa. Đừng đụng vào. Chắc chắn là nó sẽ không phải đi theo hướng đó. Xuất hiện huyền thoại khoa học viễn tưởng Isaac Asimov,
một con người với một nhiệm vụ, viết lại các quy định và hồi sinh robot như người bạn của chúng ta. Tôi không muốn viết câu chuyện robot thông thường, trong đó nhiệm vụ chính của robot là tiêu diệt người sáng lập ra nó, tiêu diệt người sáng tạo. Sách của Asimov là bước ngoặt. Chúng có thông minh đến thế nào đi nữa, robot của ông cũng sẽ không bao giờ quay lại tấn công chúng ta. Đó là vì giờ đây chúng được kiểm soát bởi một trong những định luật lớn nhất của khoa học giả tưởng, một bộ quy định vẫn còn mang tên ông. Ba định luật ngành robot học của Asimov. Định luật đầu tiên là như sau: một robot không được làm hại một con người hay qua sự không hoạt động mà cho phép một con người phải chịu bị hại. Định luật thứ hai của ngành robot học là robot phải luôn vâng lời một con người, trừ phi nó đi ngược với định luật thứ nhất. Nói cách khác, một robot không thể được ra lệnh đi giết một con người. Và định luật thứ ba của ngành robot học là robot không bao giờ để bản thân nó trở nên nguy hiểm. Dù sao đi nữa, đó là một mảnh thiết bị tốn kém, trừ phi nó vi phạm định luật 1 và 2. Bắn. Các định luật của Asimov trở nên tương đương như 10 điều răn đối với robot, được cả khoa học lẫn khoa học giả tưởng đón nhận. Trong phim Hành tinh bị cấm của những năm 1950, người bạn nguyên hình của nhân loại, người máy Robi, được đặt vào thử nghiệm tột cùng. Bắn. Anh thấy không? Không thể nào được. Bị kẹt trong thế tiến khoái lưỡng nan tìm điện tử chứa các lệnh trực tiếp của tôi và các ức chế cơ bản của nó, chống lại việc làm hại con người. Quỷ bỏ. Trong khi ba định luật của Asimov đang cứu mạng của chàng trai Leslie Nielsen, chúng cũng tạo cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ. Giáo sư Martin Minsky đã dành đời mình cho việc tạo ra những cỗ máy thông minh. Thực tế, chỉ mới vài năm trước, Asimov cuối cùng mới công nhận rằng các robot đã xứng đáng với diễn tưởng của ông. Năm 1989, hai nhà khổng lồ về robot học đã gặp gỡ tại nhà máy của Joe Engelberger. Ông ấy đến nhà máy để xem chúng tôi đang làm gì, và đã có một cuộc nói chuyện đáng yêu. Trong đó ông nói với mọi người, các bạn biết không, khi tôi bắt đầu viết các câu chuyện về robot, tôi viết để trả học phí. Bây giờ tôi có thể ngồi thư giãn và nhìn các bạn biến thành thế giới thực cùng những thứ mà tôi đã từng mơ đến lúc trước. Và mọi người đều phấn khích vì sự thanh lịch đó. Asimov có thể cho phép mình được thanh lịch. Giấc mơ của ông về những robot thông minh thân thiện cuối cùng đang trở thành hiện thực. Nhưng dòng giống mới các robot thông minh sẽ không tồn tại nếu không có một trong những phát minh vĩ đại và không được nhìn thấy trước của thế kỷ 20. Tất cả đã khởi đầu cách đây đúng 50 năm. Con người đang trở nên lạc hậu. Một bộ não điện tử khổng lồ đang bắt đầu tư duy tại Đại học Pennsylvania. Nó được làm bằng những ống chân không giống như máy radio của bạn, và nó có thể cộng một cột số dài cả mét trong vòng một giây. Đây là máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới. Ngay bây giờ, nó đang giải quyết các vấn đề toán học cho quân đội Mỹ. Nhưng biết đâu được, một ngày nào đó, một máy như thế này có thể kiểm tra thuế thu nhập của bạn. ENIAC là một kẻ khổng lồ tối già, lấp đầy cả một phòng rộng, nhưng có khả năng tính toán của một đồng hồ đeo tay hiện đại. Người ta nhìn thấy tương lai rạng rỡ cho cỗ máy này. Máy tính chỉ có thể càng lúc càng lớn hơn lên. Thực tế, nhà sáng lập ra IBM, Thomas Watson, đã mắc một trong những sai lầm lớn nhất trong lịch sử khoa học khi dự đoán là chúng ta chỉ cần có 5 cái cho cả hành tinh. Mọi người lúc đó đều nghĩ thật lớn. Có một ngoại lệ. Cùng năm với ENIAC, một tác phẩm tưởng tượng xuất hiện trên các giá sách. Trong câu chuyện cường điệu này, các logic với tôi và bạn là các máy tính nhỏ đến mức có một cái cho mỗi nhà, mà không chỉ có vậy. Bạn đã biết cấu hình của các logic. Bạn có một logic trong nhà. Nó trông như một máy tiếp thu thị giác, và bạn nhấn vào các nút để có những gì mình muốn. Một logic đều kết nối với tăng, một tòa nhà lớn kết nối với tất cả các tăng khác trong sự sáng tạo, và mọi thứ bạn muốn xem hay nghe, bạn nhấn nút và bạn có nó, rất tiện lợi. Cực tiểu quá, một máy tính trong mỗi ngôi nhà và Internet, tất cả được dự đoán vào năm 1946. Còn những dự báo của ngày mai thì sao? Trong vòng 50 năm, sẽ phải có những cỗ máy có thể so sánh được về trí thông minh với những sinh vật có xương sống lớn nhất, kể cả con người.
Dù sao đi nữa, chúng sẽ di chuyển trên vùng đất mới và sẽ có những cỗ máy siêu thông minh có khả năng làm những điều mà không gì trên trái đất làm được ngày nay. Hans Moravec, nhà khoa học về máy tính và người có uy tín về robot. Các máy tính hiện nay ước là một yếu tố yếu hơn 1 triệu lần so với khả năng xử lý của toàn bộ hệ thần kinh của con người. Nhưng các máy tính đang tiến hóa với tốc độ 1.000 lần mỗi 15 năm. Và với tốc độ này, chúng ta chỉ có chừng 30 năm là đã bắt kịp được yếu tố 1 triệu đó. Có nghĩa là vào khoảng năm 2030, sẽ có những máy tính có khả năng giữ những chương trình có thể thực hiện toàn bộ công việc của hệ thần kinh con người. Bạn sẽ không tin điều này nếu đọc những tác phẩm ban đầu của ông. Hồi những năm 1970, Moravec khởi đầu cái mà ông nghĩ sẽ là một nhiệm vụ rất đơn giản. Ông đã đụng phải một vấn đề. Có những điều mặc dù thoạt nhìn trông như có lẽ dễ làm hơn, vì con người làm chúng dễ hơn, nhưng trên thực tế lại quá ra khó đến nhức nhối. Và đó là những thứ như nhìn vào thế giới và thấy có các đồ vật gì phía trước camera kết nối với máy tính và chuyển động một cách thành thạo trên thế giới. Các bạn biết đó, những nhiệm vụ đặc trưng của robot. Mỗi ánh chớp ở đây thể hiện 15 phút thời gian tính toán. Moravec và đồng nghiệp của ông, Brett Whitaker, đã có vài thay đổi lớn kể từ đó. 10 năm trước, một cỗ máy lái sẽ lấy một hình ảnh, suy nghĩ về nó trong có lẽ là 1 giờ trước khi bước một bước, rồi dừng lại và chụp một ảnh khác, và có thể mất hàng giờ để băng qua căn phòng này. Sau đó, trong quá trình 5 hay 6 năm ngắn ngủi từ đi như thế đến bước đi, chạy, lái xe ở tốc độ cao và tự điều khiển mình ngoài môi trường mở. Trong thế giới của tôi, đó là sự tiến hóa khá là nhanh. Hãy xem qua cái này. Chiếc xe suy nghĩ đủ nhanh để tự lái nó ở tốc độ giới hạn, đón người mới đến, chậm lại cho lưu thông khác và tìm đường ngang qua nước Mỹ. Tất cả đều tự nó lo hết. Những robot như thế này thông minh khỏi nói, nhưng chúng chỉ được thiết kế để cho một nhiệm vụ cụ thể. Những robot có thể làm nhiều việc, có lẽ trông quen thuộc hơn một chút. Những robot rất đơn giản, chỉ có một chức năng, trông không giống chút gì như con người. Một máy hút bụi chân không, chỉ hút bụi, sẽ trông như một máy hút bụi. Tuy nhiên, nếu muốn một robot đa dạng hóa như một con người và lại sống trong môi trường chúng ta, thì sẽ rất tốt nếu có được chúng với những kích thước đại khái, với hình dáng và khả năng cúi khom của một con người, vì lúc đó nó sẽ tìm ra tất cả đồ vật trong một môi trường được xây dựng cho những con người và được xây dựng cho cả nó. Từng chi một, các nhà khoa học cuối cùng đang ghép lại robot dạng người. Những bàn tay cơ khí đã nhạy cảm với xúc giác, với những ngón tay cũng đã khéo léo như của chúng ta. Chúng còn làm được một vài điều mà bàn tay con người không làm được. Robot đáng kinh ngạc này được tạo mẫu theo dáng đi của một con gà Tây. Nhưng tại phòng thí nghiệm chân của MIT, người ta tin rằng một ngày nào đó nó có thể là một con người. Không ai đã đến gần hơn với việc tái hiện chuyển động tự tin và thẳng đứng mà chúng ta coi là điều đương nhiên. So với kiểu mẫu người, nó sẽ nhanh hơn, mạnh hơn và gần như có sinh lực bất tận. Và có ý nghĩa hơn cả, chúng ta trao cho các robot món quà thị giác. Những đôi mắt robot đặc sắc này được phát triển tại Nhật, được huấn luyện để dõi theo một ánh sáng di động. Nó đã có thể nhận ra kẻ sáng tạo ra nó và giữ anh ta trong tầm nhìn một cách chắc chắn. Mà đây chỉ mới là sự bắt đầu. Giáo sư Takeo Kanade, con người biết nhiều về mắt robot hơn bất cứ ai. Niềm tin của tôi là sẽ có một điểm khi mà các robot sẽ nhìn thấy xa hơn con người có thể làm. Với tôi, điều đó là hiển nhiên. Chẳng hạn, các robot có camera hồng ngoại, robot có thể có radar mở tổng hợp, robot có thể có bộ tìm tầm laser. Con người không có cái nào trong số đó cả. Và nếu mọi thứ trông khá là máy móc, hãy gặp robot với khuôn mặt người. Nó không chỉ nhận biết bạn, nó còn có thể nói bạn đang ở trong tâm trạng nào và mỉm cười lại. Loại robot khiến bạn cảm thấy thoải mái.
đột nhiên chúng ta đến gần sát với giấc mơ nguyên thủy. Sau nhiều thập kỷ nhích lên từng chút một, chúng ta đang nhanh chóng đến gần con robot với thân hình của một siêu vận động viên. Nhưng sức mạnh là chưa đủ. Để được thực sự thông minh, nó cần phải tự suy nghĩ lấy. Nếu khoa học có thể làm được điều đó, thì tương lai của chúng ta thực sự thần kỳ. Giờ đây, chúng ta đang bước vào một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất của khoa học, nơi tất cả các quy định cũ đều hòa tan và bất cứ gì cũng dường như trở nên khả dĩ. Sự tiến hóa của robot đang cất cánh, tương lai có thể tuột ra ngoài tầm tay của chúng ta. Trong phim 2001, ngôi sao biểu diễn là Han, một máy tính siêu thông minh với một bộ não phức tạp đến mức nó gần như là của người, nhiều đến mức nó đã quá điên. Khi Arthur C. Clarke viết 2001, ông nghĩ Han sẽ sớm là một thực tế. Có lẽ trước khi thế kỷ chấm dứt, chúng ta sẽ có thể chế tạo những máy tính hay trí thông minh nhân tạo có thể tự xoay sở lấy và phát triển những đường suy nghĩ bất kể loại chương trình nào. Và có thể trên nguyên tắc thông minh hơn chúng ta. Ngày nay ông ít lạc quan hơn đôi chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó ở chân trời. Han chắc chắn không thực tế cho năm 2001, nhưng nó sẽ hoàn toàn thực tế vào năm 2010, nếu không sớm hơn. Một lý do khiến Han đến trễ là không giống như con người, máy móc thấy khó hiểu được thế giới chung quanh chúng. Các quy định thông dụng mà chúng ta xem là lẽ đương nhiên không nhất thiết là gì đó mà chúng ta mang theo khi ra đời. Chúng ta học hỏi rất nhiều về thế giới khi lớn lên. Các nhà khoa học đã thử lập trình tất cả thông tin đó vào một máy tính, nhưng có lẽ có một cách đơn giản hơn. Tôi nghĩ điều quan trọng là đưa một bộ sưu tập rất rộng lớn những hiểu biết thông dụng vào vật thể. Nếu không, nó sẽ không có khả năng giải quyết bất cứ vấn đề thế giới thực nào. Một cách để làm điều đó là lập trình nó bằng tay. Có nghĩa là phân loại hàng triệu những ý tưởng nhỏ bé và viết ra chương trình cho chúng. Cách khác là tạo ra một kiểu em bé và cho nó học hỏi. Xavier, tôi vừa dừng lại để nói chào. Nhiều nhà khoa học đồng ý, nếu bạn có thể thiết kế robot có thể học hỏi như trẻ em, chúng sẽ lớn lên để thực hiện được những điều lớn lao. Giáo sư Kevin Warwick là nhà tiên tri hàng đầu của thời đại robot. Các robot nhỏ bé của ông có thể chỉ có sức tư duy bằng một con côn trùng, nhưng tất cả những gì chúng làm là đã tự học hỏi lấy cho bản thân. Chúng được chế tạo ra mà còn không biết di chuyển, nhưng bộ não điện tử đặc biệt của chúng, gọi là các lưới neuron, nhanh chóng tìm hiểu ra. Chúng còn học được cả cách tiếp nhiên liệu lại. Như vậy, robot có thể học cho bản thân, và không bao lâu nữa, chúng có thể dạy cho nhau. Một robot có thể học từ một robot khác theo rất giống của một cách mà con người học hỏi lẫn nhau. Robot nhìn quanh môi trường của nó, tìm hiểu môi trường bằng thử nghiệm và sai lầm, nơi mà một robot khác đã đến và làm một điều gì đó. Robot đó sau đó có thể dạy cho robot đang học hỏi. Đây là điều mà cậu sẽ làm trong tình huống này, hoặc đây là cách cậu không nên làm, cũng cùng kiểu như con người dạy. Trên khắp thế giới, những micro robot đặc sắc này đang xuất hiện theo từng bước nhảy lớn. Điều làm các nhà khoa học phấn khích bây giờ là giống như con người, chúng sẽ truyền trí thông minh của chúng qua các con cháu. Họ gọi nó là sự tiến hóa robot. Robot có thể được lấy dưới dạng hiện nay và cho tiến hóa. Chủ yếu có thể được lấy đi những đặc tính của những robot tốt nhất cho một thế hệ nào đó, ráp lại và sửa đổi để tạo ra những robot tốt hơn cho thế hệ tiếp theo. Bạn làm như vậy với một số thế hệ và có một robot tốt hơn nhiều. Nó hoạt động như thế này. Con robot đỏ được bảo phải đuổi theo con vàng, và con vàng phải trốn đi. Thế hệ đầu tiên và không con nào biết ngã nào lên. 1000 thế hệ sau, và chúng ta có một trò chơi thuần túy mèo đuổi chuột. Và điều gì xảy ra nếu bạn gửi robot 1000 thế hệ đuổi theo một con chỉ có 200 thế hệ trong bụng? Đó là game over. Đây là sự khởi đầu của một cái gì đó rất phấn khích, và giờ đây không còn phải là các nhà văn khoa học diễn tưởng nói ra nữa. Đây là những nhà khoa học đang ở mũi nhọn. Trong sự tiến hóa của robot, nó sẽ đi với tốc độ mù quáng. Bản thân các robot hay các máy tính đang góp phần vào tốc độ của chính sự tiến hóa của chúng.
Thành công kêu gọi thành công và các ý tưởng đi vào thế hệ kế tiếp. Lúc đó chúng ta sẽ có những máy tính thông minh hơn, những cỗ máy thông minh tự mình thiết kế ra những cỗ máy khác. Và khi các cỗ máy trở nên thông minh hơn, chúng sẽ đóng góp ngày càng nhiều vào chính sự tiến hóa của chúng. Nó ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rất nhanh. Có gì đó xa hơn chúng không? Cơ thể người có thể tự sửa chữa lấy, ngay cả trong bộ phận mong manh nhất, bộ não. Hàng triệu neuron tái định hướng các thông điệp để bỏ qua các mô bị hư. Chắc chắn các cỗ máy sẽ không bao giờ có khả năng làm điều đó. Nếu nó bị hư, máy tính này tại Viện Công nghệ Thụy Sĩ có thể tự sửa chữa lấy mà không cần trợ giúp. Nó đưa chúng ta một bước gần hơn đến với con robot hầu như không thể tiêu diệt được. Chúng ta có thể nhìn vào một kịch bản nơi một robot mất đi một phần cơ thể, nhưng đơn giản có thể gắn một phần khác của cơ thể của nó vào đó. Nếu chúng gặp vấn đề, có thể được sửa chữa ngay, chúng sẽ gần như bất tử. Chúng ta sẽ có thể chế tạo những robot thông minh như con người và tương tác với chúng ta như con người làm, và sẽ trở nên không thể phân biệt được với con người. Và tôi không nghĩ là điều này sẽ xảy ra trong thời hạn rất ngắn, nhưng sau đó tôi tin là điều đó sẽ xảy ra. Giáo sư Rod Brooks, nhân vật có phong cách riêng về robot học, ông muốn chế tạo robot dạng người tột cùng. Tôi chỉ muốn chế tạo con robot hết ý nhất, và có gì tốt hơn, có gì hay hơn một robot có thể giống như một con người, một kẻ dạng người. Đó đã là giấc mơ của các nhà văn khoa học giả tưởng trong một thời gian dài. Cog là một robot rất phức tạp. Nó có một cái đầu với mắt, nó có hai camera ở chỗ mỗi con mắt, nên nó có thể nhìn thấy một tầm rất rộng cũng như một tầm nhìn rất hẹp giống như chúng ta. Ngay bây giờ, nó chỉ có một cánh tay, nhưng nó sắp có một cánh tay thứ hai. Đó là một cánh tay và chúng ta có thể tương tác không giống như với cánh tay robot quy ước. Nó khá đàn hồi và dễ phục tùng. Nó có nhiều cảm giác và nó cần chúng để có thể tương tác với người ta và làm những loại công việc mà con người làm trên đời. Và chúng ta cố gắng để cho hệ thống học hỏi tất cả những điều đó giống như con người học hỏi để nó có được đủ loại thành tích mà con người có được. Và hãy đoán ông ấy có được ý tưởng từ đâu? Hồi tôi còn thiếu niên, bộ phim năm 2001 đã được trình chiếu. Trong phim Cog, xin lỗi, Hal, được khởi động vào ngày 1 tháng 1 năm 1992. Và rồi ngày đó đã đến, và tôi nhận thấy mình chưa có Hal hay bất cứ gì tương tự ở chân trời. Thực tế, tôi đã có một ngày sinh nhật bằng không cho Hal tại nhà tôi, và tất cả các sinh viên đều đến. Chúng tôi ăn bánh và uống champagne. Sau đó tôi suy nghĩ, hay là mình thử làm Hal, và đó thực sự là nguồn cảm hứng cho Cog. Vào lúc này, Cog tích hợp tất cả công nghệ robot tốt nhất từ khắp thế giới. Khi các tiến bộ mới xuất hiện, Cog sẽ hấp thu chúng. Ý tưởng là nó sẽ không bao giờ ngừng phát triển. Một ngày nọ trong tương lai, các robot có thể nhìn Cog như tổ tiên xa của chúng. Nhưng nó sẽ kết thúc ở đâu? Trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt, tương lai của chúng ta bị những robot sát thủ ngự trị. Không có bao nhiêu dấu hiệu của ba quy định của Asimov ở đây. Những con người sống sót tiến hành một cuộc chiến tranh tuyệt vọng chống lại các cỗ máy mà họ đã tạo ra. Nếu các robot mà chúng ta tạo ra trở nên mạnh mẽ hơn và thông minh hơn chúng ta, câu hỏi cơ bản là, chúng sẽ hành động vì điều thiện hay điều ác? Nhiều người sợ ý tưởng về các robot chiếm thế giới và đi lại trên thế giới và là một thứ gì đó khác biệt. Tôi nghĩ đây là một phần của câu chuyện dài về con người phải chịu nhường trung tâm vũ trụ của họ. Có thể nào một cỗ máy đã trở nên thông minh hơn con người, lại có thể trở nên có đạo đức hơn, tốt hơn? Có thể nào nó sẽ tiến hành những bước nhằm bảo đảm cho sự thoải mái của con người, không phải vì chúng ta đã chỉ đạo chúng làm, mà vì nó muốn vậy? Thoạt đầu, chúng ta đã phải từ bỏ khái niệm rằng trái đất đã là trung tâm của vũ trụ. Gần đây hơn với Darwin, chúng ta phải từ bỏ ý tưởng là chúng ta khác biệt về cơ bản với loài vật. Giờ đây, khi chúng ta bắt đầu nhìn vào các robot thông minh, chúng ta phải từ bỏ ý tưởng là có lẽ chúng ta là trí thông minh tối thượng trên trái đất này, và chúng ta có thể có kết cuộc hạnh phúc hơn. Tốt hơn. Chiếm lấy thế giới. Các nhà diễn tưởng dù sao cũng có thể có lý. Một ngày trong tương lai không quá xa vời, các robot sẽ chiếm vị trí của chúng bên cạnh chúng ta. Tới hạn, chúng có thể nhìn thấy chúng ta như yếu hơn và ít thông minh hơn. Khi điều đó xảy ra, chúng ta chỉ có thể hy vọng là chúng sẽ hiền lành với những người sáng tạo ra chúng và rằng chúng ta sẽ tìm ra cách để cùng chung sống và chia sẻ tương lai thần kỳ của mình.
người hầu trong nhà hay là tên sát nhân không biết thương xót, thiên thần hộ mệnh hay sứ giả tử thần. Ngay từ đầu, khoa học giả tưởng đã thám hiểm hàng triệu tương lai cho robot. Ngày nay, chúng có thể chỉ là những tên nô lệ nhà máy tầm thường, nhưng tất cả điều đó đều sắp thay đổi. Chưa gì một thế hệ robot mới đã đang chờ đợi trên cánh, những cỗ máy có thể tự sửa chữa lấy, tự dạy lấy, kể cả sinh đẻ và tiến hóa. Một ngày nọ, chúng ta có thể chia sẻ hành tinh với những cỗ máy không chỉ mạnh hơn chúng ta, mà còn thông minh hơn nữa. Lời hoan hô cuối cùng của tôi sẽ là việc xây dựng một robot di động, có tri giác, có hai cánh tay, có khớp nối, một cái gì đó chúng ta đã làm vào năm 2000. Joe Engelberger là cha đẻ của ngành robot học. Suốt 40 năm, ông đã thiết kế và chế tạo những robot cho nhà máy. Đây là đứa con mới nhất của ông, Helpmate, tức bạn giúp đỡ, một phu khuân giác bệnh viện giao hàng mọi thứ, từ cháo đến giao mổ. Nó đang lên kế hoạch lộ trình, nhìn vào bản đồ và nói, làm thế nào tôi đi cả con đường mà ông muốn tôi đi, đi từ thư viện trở đi, và nó đi. Và đó khá đúng là những gì đã xảy ra. Các robot của Joe Engelberger đã thay đổi cuộc sống. Chúng làm ngôi sao trong các quảng cáo thương mại, thay thế hàng triệu công nhân trên khắp thế giới. Nhưng trong khi các robot công nghiệp thật hiệu quả, chúng vẫn còn không thông minh. Và 30 năm xuyên suốt dây chuyền sản xuất, vẫn còn một đoạn đường dài từ giấc mơ khoa học viễn tưởng. Một giấc mơ đã bắt đầu vào những năm 1920. Tất cả công việc sẽ do máy móc sống làm. Các robot sẽ mặc và cho chúng ta ăn. RUR, robot đa năng Rosums, một đạo quân người phục vụ nhân tạo do Carol Capek sáng tạo. Robota là từ Séc chỉ lao động nô lệ, và thế là từ robot đã ra đời. Chính tuyệt tác Metropolis của Fritz Lang đã tạo ra hình ảnh điện ảnh đầu tiên về robot có hình dáng người, có lẽ là thông minh quyến rũ nhưng lại đáng sợ. Tất cả đều quá ra khá khác biệt. Cho đến nay, robot vẫn bị dán chặt vào sàn nhà máy, đầy cơ bắp nhưng không có đầu óc. Vậy thì các nhà khoa học đến gần như thế nào với việc xây dựng robot của khoa học viễn tưởng, những robot có thể đi, nói chuyện và cầm nắm các thứ? Họ có thể đạt được chỉ sau vài chục năm những gì mà sự tiến hóa của nhân loại phải mất đến hàng triệu năm. Những robot mới nhất của robot Engelberger có thể đã thoát ra khỏi sàn nhà máy. Nhưng chúng vẫn là những nô lệ thiết yếu. Helmate có thể tìm đường trong một bệnh viện không cần giúp đỡ, gọi thang máy bằng điều khiển từ xa, ra đúng tầng lầu và giao thức ăn. Thông minh tới mức đó, nhưng khó có thể là một kẻ đoạt giải Nobel. Engelberger nghĩ rằng robot kế tiếp sẽ còn tiến xa hơn. Robot sẽ nấu ăn, dọn dẹp, tìm kiếm và mang giác. Đưa ra một cánh tay giúp đỡ. Trông nom sự an toàn. Xin cảm ơn, không có gì. Và thực tế điều khiển một cuộc nói chuyện khiêm tốn. Tôi sắp đi đây. Đây khó là nơi thích hợp để trò chuyện, nhưng có sao đâu. Bạn sẽ không thốt nên lời được nếu da phải kiểu mẫu mới nhất của Engelberger. Công việc của Scrubmate, tức bạn lau chùi, có thể không vinh quang lắm, nhưng đừng để điều đó lừa bạn. Có vài công nghệ ấn tượng tấn công cái cưng vui kia. Và nếu Scrubmate thông minh, bạn nên thấy những gì đang rình rập ở khu quanh. Trong tương lai, các robot sẽ trở thành nông dân, binh sĩ, nhà xây dựng, bác sĩ. Chúng sẽ dọn dẹp nhà cửa chúng ta, làm sạch môi trường và trở thành bắn. Các định luật của Asimov trở nên tương đương như 10 điều răn đối với robot, được cả khoa học lẫn khoa học giả tưởng đón nhận. Trong phim Hành tinh bị cấm của những năm 1950, người bạn nguyên hình của nhân loại, người máy Robby, được đặt vào thử nghiệm tột cùng. Bắn. Anh thấy không? Không thể nào được. Bị kẹt trong thế tiến hóa lưỡng nan tìm điện tử giữa các lệnh trực tiếp của tôi và các ức chế cơ bản của nó, chống lại việc làm hại con người. Quỷ bỏ. Trong khi ba định luật của Asimov đang cứu mạng của chàng trai Leslie Nielsen, chúng cũng tạo cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ. Giáo sư Martin Minsky đã dành đời mình cho việc tạo ra những cỗ máy thông minh. Thực tế, chỉ mới vài năm trước, Asimov cuối cùng mới công nhận rằng các robot đã xứng đáng với diễn tưởng của ông.
Năm 1989, hai nhà khổng lồ về robot học đã gặp gỡ tại nhà máy của Joe Engelberger. Ông ấy đến nhà máy để xem chúng tôi đang làm gì, và đã có một cuộc nói chuyện đáng yêu. Trong đó ông nói với mọi người, các bạn biết không, khi tôi bắt đầu viết các câu chuyện về robot, tôi viết để trả học phí. Bây giờ tôi có thể ngồi thư giãn và nhìn các bạn biến thành thế giới thực cùng những thứ mà tôi đã từng mơ đến lúc trước. Và mọi người đều phấn khích vì sự thanh lịch đó. Asimov có thể cho phép mình được thanh lịch. Giấc mơ của ông về những robot thông minh thân thiện cuối cùng đang trở thành hiện thực. Nhưng dòng giống mới, các robot thông minh sẽ không tồn tại nếu không có một trong những phát minh vĩ đại và không được nhìn thấy trước của thế kỷ 20. Tất cả đã khởi đầu cách đây đúng 50 năm. Con người đang trở nên lạc hậu. Một bộ não điện tử khổng lồ đang bắt đầu tư duy tại Đại học Pennsylvania. Nó được làm bằng những ống chân không giống như máy radio của bạn, và nó có thể cộng một cột số dài cả mét trong vòng một giây. Đây là máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới. Ngay bây giờ, nó đang giải quyết các vấn đề toán học cho quân đội Mỹ. Nhưng biết đâu được, một ngày nào đó, một máy như thế này có thể kiểm tra thuế thu nhập của bạn. ENIAC là một kẻ khổng lồ tối dạ, lấp đầy cả một phòng rộng, nhưng có khả năng tính toán của một đồng hồ đeo tay hiện đại. Người ta nhìn thấy tương lai rạng rỡ cho cỗ máy này. Máy tính chỉ có thể càng lúc càng lớn hơn lên. Thực tế, nhà sáng lập ra IBM, Thomas Watson, đã mắc một trong những sai lầm lớn nhất trong lịch sử khoa học khi dự đoán là chúng ta chỉ cần có 5 cái cho cả hành tinh. Mọi người lúc đó đều nghĩ thật lớn. Có một ngoại lệ. Cùng năm với ENIAC, một tác phẩm tưởng tượng xuất hiện trên các giá sách. Trong câu chuyện cường điệu này, các logic với tôi và bạn là các máy tính, nhỏ đến mức có một cái cho mỗi nhà mà không chỉ có vậy. Bạn đã biết cấu hình của các logic. Bạn có một logic trong nhà. Nó trông như một máy tiếp thu thị giác, và bạn nhấn vào các nút để có những gì mình muốn. Một logic đều kết nối với tăng, một tòa nhà lớn kết nối với tất cả các tăng khác trong sự sáng tạo, và mọi thứ bạn muốn xem hay nghe, bạn nhấn nút và bạn có nó, rất tiện lợi. Cực tiểu quá, một máy tính trong mỗi ngôi nhà và Internet, tất cả được dự đoán vào năm 1946. Còn những dự báo của ngày mai thì sao? Trong vòng 50 năm, sẽ phải có những cỗ máy có thể so sánh được về trí thông minh với những sinh vật có xương sống lớn nhất, kể cả con người. Dù sao đi nữa, chúng sẽ di chuyển trên vùng đất mới và sẽ có những cỗ máy siêu thông minh có khả năng làm những điều mà không gì trên trái đất làm được ngày nay. Hans Moravec, nhà khoa học về máy tính và người có uy tín về robot. Các máy tính hiện nay ước là một yếu tố yếu hơn 1 triệu lần so với khả năng xử lý của toàn bộ hệ thần kinh của con người. Nhưng các máy tính đang tiến hóa với tốc độ 1.000 lần mỗi 15 năm. Và với tốc độ này, chúng ta chỉ có chừng 30 năm là đã bắt kịp được yếu tố 1 triệu đó. Có nghĩa là vào khoảng năm 2030, sẽ có những máy tính có khả năng giữ những chương trình có thể thực hiện toàn bộ công việc của hệ thần kinh con người. Bạn sẽ không tin điều này nếu đọc những tác phẩm ban đầu của ông. Hồi những năm 1970, Moravec khởi đầu cái mà ông nghĩ sẽ là một nhiệm vụ rất đơn giản. Ông đã đụng phải một vấn đề. Có những điều mặc dù thoạt nhìn trông như có lẽ dễ làm hơn, vì con người làm chúng dễ hơn, nhưng trên thực tế lại quá ra khó đến nhức nhối. Và đó là những thứ như nhìn vào thế giới và thấy có các đồ vật gì phía trước camera kết nối với máy tính và chuyển động một cách thành thạo trên thế giới. Các bạn biết đó, những nhiệm vụ đặc trưng của robot. Đồng sự và nhân viên trong cuộc đời. Ray Whittaker, nhà chế tạo robot đặc sắc. Ông thiết kế những robot mà bạn sẽ không nhìn thấy làm vệ sinh phòng vệ sinh. Các robot của tôi như cái này từ vụ dọn dẹp tại đảo Three Mile đã giải quyết tai nạn, làm việc trong xây dựng. Trong khi chúng ta ngồi đây, tôi có xe với những tải mà không có người điều khiển lái trong những hầm thương mại để bốc vác vật liệu. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ còn đi xa hơn vậy. Tôi là RB34. Được, tôi sẽ lấy từ đây. Được rồi, anh phải đi với tôi. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng đến mức nào những người bạn robot phát triển nhanh của chúng ta? Đó là một câu hỏi quan trọng khi không bao lâu nữa chúng sẽ có trí óc riêng. Ngay trước khi robot thực sự là một cái nháy trong mắt Joe Engelberger, khoa học giả tưởng đã lên án chúng như một mối đe dọa. Đừng đụng vào. Chắc chắn là nó sẽ không phải đi theo hướng đó. Xuất hiện huyền thoại khoa học viễn tưởng Isaac Asimov,
một con người với một nhiệm vụ, viết lại các quy định và hồi sinh robot như người bạn của chúng ta. Tôi không muốn viết câu chuyện robot thông thường, trong đó nhiệm vụ chính của robot là tiêu diệt người sáng lập ra nó, tiêu diệt người sáng tạo, tiêu diệt người sáng tạo. Sách của Asimov là bước ngoặt. Chúng có thông minh đến thế nào đi nữa, robot của ông cũng sẽ không bao giờ quay lại tấn công chúng ta. Đó là vì giờ đây chúng được kiểm soát bởi một trong những định luật lớn nhất của khoa học giả tưởng, một bộ quy định vẫn còn mang tên ông. Ba định luật ngành robot học của Asimov. Định luật đầu tiên là như sau: một robot không được làm hại một con người hay qua sự không hoạt động mà cho phép một con người phải chịu bị hại. Định luật thứ hai của ngành robot học là robot phải luôn vâng lời một con người, trừ phi nó đi ngược với định luật thứ nhất. Nói cách khác, một robot không thể được ra lệnh đi giết một con người. Và định luật thứ ba của ngành robot học là robot không bao giờ để bản thân nó trở nên nguy hiểm. Dù sao đi nữa, đó là một mảnh thiết bị tốn kém, trừ phi nó vi phạm định luật 1 và 2.